Chào tất cả mọi người nhá. Với cái thời tiết này thì không thể yêu thương nổi các bác ạ. Ngoài trời đang là 35-40 độ gì đấy. Tôi cũng đoán thế thôi nhưng mà không thể chịu nổi ở nhà. Một quạt đến mấy cũng không chịu nổi. Nên là mấy anh em chúng tôi quyết định là đi vào suối. Nhưng mà trước khi đi vào suối thì anh em tôi có chuẩn bị là run này, rổ này, cần dây câu này để đi bắt cái con cá bống hoa các bác ạ. Cái con cá bống hoa thì mấy tập phim trước các bác, nếu mà các bác để ý thì chắc cũng gặp mấy lần tôi có quay con đấy đấy. Đấy. Thì hôm nay chúng tôi quyết định đi câu cái con đấy. Đi câu theo suối này, nhưng mà cách câu thì hay lắm các bác. Rồi, ok. Mấy anh em nó đi trước rồi, còn tôi thì đang đi theo sau. Rồi, hôm nay sẽ cho các bác xem. Tôi cũng cái món này tôi chưa bao giờ làm đâu, nhưng mà nghe kể mà đi câu cái con này rất đặc biệt. Không cần cần này, chỉ cần một đoạn dây ngắn thôi các bạn, tầm 2-3 phân thôi. Đấy. Ok. Vẫn cần cái cần câu à? Cái này rồi. Ngắn thôi, tầm khoảng 2-3 phân thôi. Nếu cầm cần câu cho nó đẹp thôi. Hôm nay là có 5 anh em đi các bác nhá. Anh Cương, anh Tám. Anh Tám thì anh vừa đi làm xa về, nên anh đi chơi cùng. Anh Ngọc và anh Hải. Anh Hải lần trước có xuất hiện trong video đi mổ thỏ đấy các bác nhá. Thì hai anh này mới đi làm xa về. Các thời gian này có thời gian ở nhà nên là đi chơi cùng em tôi. Đây, dây câu đơn giản. Dây câu bạn đỏ lòm thế kia mà nó biết chứ. Bây giờ làm nào? Buộc vào. Ngọc dùng cái dây gì đấy? Dây cước à? Dây tải. Cái đội nguy hiểm. Rồi sẽ dùng cái dây dây cước nhá các bác nhá, không cần phải dây cước, dây định gập, miễn là nó nhỏ nhỏ thế là được. Nó buộc con run này này, nó thả xuống cái bụng nước này. Em con hình như là kéo về sao tôi cũng không rõ mấy. Buộc mấy con vào một rúm à? Đúng rồi. Em một con này. Sẽ dùng những cái rổ như này để đón các bác nhá, đón con cá đấy. Cá này có con to nhất chỉ bằng ngón tay cái thôi các bạn, nó không to đâu. Không bình thường nó bằng. Anh Cương anh đang câu. Thức con đại đề. Đấy. Anh nhự nhự xong anh lấy rổ về anh đón. Không được vội. Nhưng mà khả năng không thành công, thành công khá thấp các bạn. Cái rổ nó màu quá. Nhìn cá với Ngọc làm cho mình xem. Ra rồi đó. Cái này cũng phải tùy người có kinh nghiệm nha các bác nhá, mới làm được đấy. Anh Cương thì khả năng là anh chưa đi làm cái trò này bao giờ. Còn anh Ngọc và anh Tám này. Anh Tám dùng cái dây đỏ quá. Thành công rồi nhé, một con đầu tiên. Đâu, xem nào. Cho được một con này quá nhá. Cho nước vào cái đó. Cái con này bé mà. Một con cá, một con cua, à một con tôm. Đây nha các bác nhá. Em này đây. Hai con này con cá bống gì nhỉ? Cho nước vào cho trong này to lắm này. Lấy xuống cái vùng. Mà đây. Lấy cái vùng nước ở dưới. Ui giời Cường. Cho nó vào túi. Nguy hiểm đấy nha. Con cái này là cá bống hoa. Không, con đấy là con cá. Đây được một con à. Thêm một con nữa. Chuẩn bị hết nước rồi. Mỗi người một vũng cơ. Đấy. Được nhiều không các bác? Ngồi một lúc mà được hẳn 3-4 em này. Mỗi vũng bề tí. 3 em. Anh Ngọc anh ấy buộc 3-4 con run vào một rúm như này các bác nhá. Xong bắt đầu là dùng cái cần câu với ngắn này, này. Xong cứ cho nó xuống những cái vũng nước như thế này, này bé này. Cho nó khắc con cá này nó ham ăn lắm các bác, nó ra ăn. Xong là nhấc lên thôi. Mồm nó vẫn còn cặp ở trong cái run ấy, mình nhấc lên mình lấy cái rổ mình đón lấy. Đấy, câu cá rất là đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà lại hiệu quả. Thank you.
kỳ đơn giản nha các bác nha, thấy không? Ôi dồi ôi. Nhưng mà anh em chắc được cua nhiều cua đấy. Ba con cua. Cái cua này to nhỉ. To lắm. Đây các bác nha. Con này em nhìn thấy đấy. Đấy, các bác thấy con cua. Con bé thế này này. Ô, con đá này. To nhỉ. Được 1, 2, 3, 4 em cua đá to nhỉ. 4 con cua đá khá nhiều cái các bác. Cá bóng. Có cả đá đấy chứ. Cua đá, cua và đá là cua đá. Em thử bắt một con cá đây các bác. Cá bóng hoa đấy, các bác thấy không? Hôm nay bọn em đi câu cái con em này đấy. Đấy, đấy. Đấy. Ôi. May quá không rơi. Có luôn cua nữa bác. Bẻ quá. Ôi. Ôi xong. Được coi con khỉ quái rồi. Đi đánh nhau ở kia rồi. Hai con đi đánh nhau rồi. Ôi phụt máu luôn kìa. Thôi, cắn phụt máu ra rồi. Hai con nhận đánh nhau. Được khá là nhiều các bác nhá. Nói tôi nói xin nói lại nhá. Đang nói được khá là nhiều cái loại cá mà cá bóng hoa đấy các bạn. Chủ yếu hôm nay câu toàn cá đấy thôi. Có cả được mấy em cua to vật vã kìa, cua đá ấy. Rất là nhiều các bạn. Đây hôm nay về không biết là mấy anh em định đề xuất là có người để bảo làm gọi cá, có người là ăn gọi là ăn cá nhảy cái loại cá này. Đấy. Có thể không? Chúng tôi cho thêm ít đá vào đây để cho nó rúc rúc vào đấy. Cái giống cá đó. Ôi có một con bị chết rồi. Chết rồi. Nó từ lúc nãy rồi. Nó yếu chắc là cua cắn hay sao? Nó yếu không? Đang ra rồi. Đấy, có một em cua đá các bác nhá, đang ra ăn. Câu đấy, đá liền. Một em cua nữa. Đây rồi. Đây chưa? Cua đá đây các bác nhá. Đấy, thấy không? Rất là ngon. Ôi rồi, em cũng một con cua đã to lắm này đang ăn này. Hư nhỉ. Thế nào? Đấy, cua này thì em câu các bạn đấy, cua đá đấy. Thấy không? Đáng yêu không? Ok, lại chuyển vùng nhá. Câu được cả em cua này coi. Ui, cua đá. Con cua đá. Quay ổ ra là có nghề như nào. Kể với những mấy. To. Anh thả vào đây. Quay không? Sau đúng 2 tiếng hồ các bác nha, thì anh em tôi cũng
lên cái đoạn gọi đoạn này nó cũng hết suối rồi các bạn. Đây, di chuyển tít từ ngoài kia vào đây các bạn, đi bộ đúng 2 tiếng đồng hồ để đi bắt con cá. Thì bây giờ là anh em thứ nhất là hết mồi rồi, hết run rồi các bạn, là mấy anh em quyết định đi về. Mặc dù là trời vẫn đang nắng. Ui, đoạn đường từ đây về nhà chúng tôi ở khu ngoài này các bạn nhá, đấy khá là nắng các bạn. Bây giờ về là mấy anh em sẽ tìm cái gia vị để chế biến cái món cá này, là khả năng cao là mấy anh em sẽ đề xuất là món ăn cá gỏi này hoặc cá nhảy gì đấy. Tôi thì tôi chưa bao giờ được làm hay là được ăn những món này như thế này đâu, nhưng mà ok, sẽ thử xem. Ok, chào tất cả các bác nhá. Thì sáng nay thì chúng tôi có đi bắt cá đấy các bạn. Đi trưa nay nắng nóng quá là mấy anh em đi trưa đi câu cá bồng á. Đây con này. Đấy, về cuối cùng là đề xuất là của mấy anh em trong nhóm là ăn cá nhảy các bác ạ. Thực ra cái món này tôi chưa bao giờ tôi ăn. Đây cá nhảy đây, nó còn sống nguyên đấy các bạn. Đây. Thấy không? Đấy. Là đề xuất của mấy anh em là sẽ ăn cá nhảy, ăn con cá bống hồ. Ăn cá nhảy nha các bác nhá. Đây, nguyên liệu chúng tôi cũng ngon thật, cũng chế biến ở đây rồi. Bây giờ là sẽ bố trí vào để ăn, em chuẩn bị ăn cá nhảy nha. Trước thôi. Tối rồi các bạn. Mấy anh em nóng quá là mang ra ngoài bãi này để chiến đấu cái món này. Rồi, chuẩn bị đủ cho em ơi. Chuyển đi. Không lấy ca xuống cho vào đâu. Lấy ca xuống. Lấy ca. Không đổ đi rồi. Ui giời. Đây. Vậy anh em chuẩn bị ấy đi, chuẩn bị hết đồ đi. Em thử nghiệm. Nhiều ấy nhỉ, hôm nay đi câu được nhiều dã man nhỉ. Nhiều nhỉ, câu nhiều. Tất tay như thế này. Tất tay. Bắn con to rồi. Không lấy đũa à, đũa nãy. Cá này là nó sạch văng luôn đấy, bụng không có gì. Nãy để mâm hết các bạn, để mâm rồi. Chẳng biết đũa để vớt cái ấy. Bây giờ Ngọc cứ thả nha. Bắt thả sang bên kia. Ê, lấy cái này thả. Em ăn thử con bé chưa nào. Đấy. To đi. Trời ơi, hát kìa. Ấy à. Đây, em ăn con bé. Ủa, đúng sợ trường đây rồi. Sợ trường đây rồi à? Ủa, sợ trường à? Không một rồi. Mượn mình ăn một con nào. Ui rồi nhảy ác. Ui rồi, con bé là người rồi. Cắt lắm luôn nha. Ui. Cho tiếp vào đi, cho tiếp vào đi. Nhảy ra ngoài nhá. Cứ cho vào đi. Ui rồi. Ui rồi. Trắng mắt là ăn rồi giống này. Có rượu chứ? Có rồi. Đây em mày. Đây có cái lá để mát. Ôi giời. Đây lá. Đây em nhá, có. Đùa. Lá để cuốt. Đây anh Cương. Ôi giời. Đây ra ngoài à? Anh Khoa. Anh Tám, anh Ngọc. Tôi. Ôi giời. Đây. Đùa cũng mới lên mỗi đôi rồi. Tại à, ăn luôn cả con bọ bây giờ ấy. Đậu cái gì? Kẹp nó quấn vào lá đây Khoa. Đang mà quấn lá nhưng mà nó nhảy này. Có giữ được nó đâu. Đây là Khoa. Làm con nhảy tanh tách đi. Ôi giời. Rồi, mời ba nha. Ôi giời trời. Nhảy quay lại rồi. Thanh niên nguy hiểm. Ai à? Ôi rồi. Mình tính chia nhau ăn. À, ui rồi anh Ngọc. Ui rồi. Ui rồi. Ôi rồi. Mời nha. Ui trời ơi. Con dầu nó hơi cứng. Dầu hơi cứng à? Vẫn còn dãy. Vẫn còn dãy trong mồm. Ta cũng thử một con. Vẫn còn nhảy tính tách trong mồm luôn. Ngon lên. Ăn cũng thử một quay nha. Ngon đấy, nhà tôi cầm máy quay đã. Ừ. Rồi tí được ăn các bạn. Trách nhiệm của tôi mà. Này, con này nha. Đấy. Trời. Đầu nó vẫn đang kêu. Ôi trời. Kêu rồi đấy. Con này à. Rượu đi. Ăn ít thôi. Mời bà. Mất ngon món này. Ngon trọng nhất món này đây. Úi giời. Úi giời ngọc. Ăn. Chốc tí nước. Ơi, nhìn này, cái đầu nó vẫn còn ngấp ngoài đây này. Đây. Ngon, quá ngon. Quá ngon. Quá ngon quá nguy hiểm ấy. Ai cả. Lần đầu tiên làm chuyện đấy. Chào tất cả anh em. Anh Tức ăn con bé hay con to đây? May quá, một thành viên bây giờ cũng đã đến các bạn nhá. Bởi từ nãy mấy anh em nó sốt ruột quá. Mấy anh em nó sốt ruột quá, nó ăn trước các bạn. Đây. Con này, nhìn này, mời nha. Hầu đi. Anh Hải. Thử em ơi. Chào tất cả mọi người đây.
quá ngon. Thôi đi, thôi. Chơi, chơi, nó mới bót cho miếng này. Ừ, cho anh thử một con. Đây, một chữ cho anh con này này. Tôi phải thử một con nha các bác nhá. Đây. Lại đó. Đây 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 các bác nhá. Đau bụng quá. Tôi để đây, đến cho ăn hết đã không? Cho vào. Hơi ít gia vị. À. Đây, cơ này. Cây nhỉ. Nó có vị cay này. Vị chua này. Vị chát của cái cây của hoa chuối này. À. Nhưng mà lại ngon hơn này, lại nhội ngon hơn. Công nhận là ăn hay ngon hơn. Ngọc được mấy con rồi Ngọc? Không đếm được đấy rồi. Thanh niên này, thanh niên này cứ phải loại này cơ. Chú khoa nhất, nhất chú khoa này, hạng nhất rồi. Ôi trời, đã bảo mấy con bọ này tao ăn luôn đi bây giờ. Cái đầu nó dài quá. Để nó cứng, đầu nó cứng, cứng tí. Cứng tí thôi. Ai, mời nhá. Quá ngon. Mà thanh niên thèm thuồng trên nhà kìa. Ai dạ. Cái đầu khóa kinh á. Hải ơi, thử đi. Đang ăn rồi. Ấy à? Về về sớm, về về muộn đấy, khả năng trong mồm được 2-3 con được quá. Em đưa cho là em mượn này nhá. Em thử thôi nhá. Chua kìa. Ăn con này. Đây này. Đây. Sở trường ai người ăn. Cho anh ghém thêm tí rượu nữa đâu. Cắt cơn này. Cắt cơn. Đó đó. Ôi giời, sao báo cáo là cá không cay nhá. À cá không cay. Cho con này béo vào đi. To quá, nhai to nó sướng. Mà cái đầu nó cứng. Không cứng mới ngon. Nhai lâu nó mới bùi em ạ. Khổ quá, em nhai như bột nó nuốt được. Trước đây cho con này. Rồi ok. Anh một con. Ai á? Đưa. Ôi con kia, con kia. Đâu? Tự nó bay ra rồi. Nhảy. Nó nhảy ác thế nhỉ? Đây đây em chấm cho cẩn thận. Rồi cứ vừa nữa. Con bọ. Ai ơi nó bung ra. Thôi ngồi, thôi ngồi. Thôi thôi. Nó nhảy hết rồi. Đầy các bác nha. Ôi giời. Nhảy 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 vào đây, nhảy vào đây. Cho nhảy vào đây. Nhảy ta. Chưa. Có một con nhảy đây sao ấy. Có một con nhảy ra ngoài anh ăn xong. Chết rồi, em thay rồi. Thiều thật. Nhảy ra ngoài đấy. Thiều quá. Tay ra ngoài rồi. Nhảy ác nhỉ. Ngọc ăn mà không cần phải đâu. Của đúng ra anh cho cái anh đảo lên cho em. Ui giời bay ăn này. Đảo lên. Đảo này tầm rượu. Anh cắn, anh cắn dính cái mật nó đắng đắng. To mà, em cho con to mà. Ai. Đấy, thấy không? Ăn ngon nhá. Em nói đúng không? Cái giống này vừa ăn vừa xin ấy. Đấy là mình cứ hỏi tại sao mà. Đấy, chú Khoa này. Mọi người ăn tốt đấy. Ấy ấy chú Khoa đi. Chú Khoa. Hay cho ăn nó muốn nhảy ra ngoài đấy. Đấy này không uống rượu ăn nhiều đấy nhỉ. Quên mất. Thôi mày ăn không rượu. Thanh niên Ngọc này mày ăn quá. Ừ, tao cho ăn nướng luôn đấy. Ôi nhảy nhảy đi rồi. Nhớ phần anh nữa nhá. Không có đâu. Rồi ra ăn đi. Ui. Nó bắn ớt vào mắt này. Nó nhảy nó bắn cái nước lên kia lên kìa. Bắn nước của ớt rồi. Ăn kèm với ớt đấy kìa. Như anh là anh vẫn phải ăn kèm với ớt nữa mới ngon. Cái thì nãy cho nhiều đấy. Ấy à. Ấy à. Ấy à. Nó nhìn này. Nhảy à. Mặt phê. Đơ lòi. Bắt cho vào. Ôi trong này sờ trong này nó vẫn đầu nó vẫn ngoài ngoài. Nó vẫn ngoài ngoài trong đấy nó mới nhảy. Đang nhảy vô. Ôi nó bắn hết rồi. Vùi nó xuống nó dính ớt nó chết. Vùi là cái gì nữa về đây xem nào. Những con nào nhảy mạnh cho chú Khoa. Cái hàng nào. Ăn. Kinh. Ba con rồi. Ba con hả? Ê nữa. Ngọc phải gấp ba rồi. Càng cái đội nhảy. Cua. Đây mới là cá nhảy thực sự nha các bạn ạ. Anh khoan được cua nhỉ? Mấy tao mày quả rồi. Ơ, Ngọc tướng khoan à? Ăn cái món này ngon hơn. Thiểu nhỉ anh à? Thế thì này, bắt con như này đấy được. Ngọc có hai con một nha. Lão này ăn kinh quá. Vừa vừa anh em ăn với anh. Ăn thì cũng chẳng những cái người sách xô ấy. Ăn ngon này thôi. À, làm không tìm con nữa đâu. À, hai con. Đấy, tầm đấy ăn phê đấy, con đấy.
ăn nó giòn tan trong mồm nhá. Cái giống này thịt nó giòn thật. Xương nó giòn. Xương giòn nhưng mà thịt nó sật 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 sật. Như kiểu là ăn cái sụn đó nhưng kiểu là ngọt nhiều thật. Nói chung là ngon. Tiếp tục thôi. Được rồi. Để em sẽ làm một con nữa. Còn thứ 5. Này á, mình mới được 4 con. Mà mình lại gặp lâu gặp 2 con à. Anh ngồi sau anh là con thứ 4 rồi đấy. Nghe anh chẳng được rồi. Mỗi lần xuất của Ngọc phải 2 con 1. Biết mà bà già là xuất của Ngọc. Ngon nhỉ. Đây là gỏi đây. Gỏi chín. Chín. Anh cay mà. Anh cay thì tôi rồi. Em chưa đủ cay không? Mạnh lắm. Mà mặt đó không có ăn. Nhiên liệu. Có đuôi. Ngon mà. Tiếp tục em. Ăn con bé được. Ăn con to được. Con bọ to nhưng con trâu còn ăn được. Đúng không? Trâu người ta dắt qua ấy được. Ôi, con này bên kia hả? Bắt kia lại, xe ra ngoài rồi. Đấy. À, con nữa này. Lên, lên đây chưa? Ui giời. Một con nữa anh ơi. Một con nữa à? Thật ra là nó không hình như nó vì em đã cuốn gập khơi nó vào rồi. Nên anh em không thể chấm luận. Vậy thì bắt. Ui giời, bay ra đi. Nó nhảy bắn nó vào mặt à? Bỏ con nó không? Cái mật nó thật đáng 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 mới ngon nè. Em cứ nhai mật nào anh được chắc. Ai dạ, ngậy dạ. Trời ơi, ngay ngon. Ai dạ, ngậy dạ. Anh vừa đấy ngon mà để anh em ăn với anh mỗi lần hai con hai con. Nó ngậy dạ, mạnh thế. Ui. Yêu cầu anh Ngọc giảm nhá. Hai con một sẽ ngon. Nó ngon cực quá. Ai dạ, ngậy mạnh thế rồi. Về đây xem nào. Yêu chứ. Ăn đi lên. Mình chỉ làm con là còn nhảy ngay có gì đâu. Tục. Nào làm con này. Review con này. Con làm nhảy ăn nhất đắng. Con đấy con đấy. Đâu đâu tìm con nhảy nhảy con này. Đấy con đấy con đấy. Thế biết lá chua. Đấy chẳng cần ăn này nó mới đúng vị. Còn dùng muối hết. Thấy chưa nào? Mình nhớ lại biết ăn rồi. Ai à? Quá nó mát này mát cay lắm. Nồng độ cao. Đấy. Ba phát gần bằng bàn tay nó bị người già có thua góc thế thì này mẹ mồ ngày ngày được lắm. Ôi được cuối cùng là thả này. Lúc đấy người ta nói đùa thế, cứ trả hai con một. Ăn thế thằng nào ăn thế thằng làm gì còn mà thấy. Đây đây cái kéo kiếm hai con một. Đâu quả. Mỗi một con này này. Không, một con sao có hai cái đuôi. Mấy đánh nhiệm này. Đến lúc còn ít ít thì ăn ít thôi. Ăn thì con một thôi. Nhà có khách nên thích ý. Không nó ngon thật. Đũa thì vẫn sợ nhớ. Đũa đâu ạ? Để cái bên móng khác đấy, con là mẹ. Con đang nhảy à này, nó đang chua. Con này nhảy cơ, nó có được không? Cái đầu nó đâu nhỉ? À, đâu rồi. Đây, nó đang nào. Đây mà người tắm không kiểu mấy thằng này là chút nào luôn. Ngang thế này. Còn nguyên quận nguyên bài ở trong đấy nhưng mà giáo vị nó ăn tan hết rồi.
cần gia vị là không cần gia vị thì Ngọc ăn là nhất đấy. Gần như anh Ngọc ăn không phần của tôi các bạn. Tôi mới được có 7 con tất cả. Hôm nay Hải về sớm ấy nhỉ, may mắn đấy chứ nhỉ. Không thì cũng về về nhà là hết phần luôn đấy. Em nghĩ đấy là một cơn duyên. Cơn duyên. Rồi chào tất cả các bác nhá. Anh em tôi xin bây giờ chẳng còn ai còn gì nữa đâu ăn nè các bạn. Đưa đồ đi. Rồi. Mấy anh em xin chào tất cả các bác nha. Các bác ủng hộ kênh nhớ comment ở dưới video nha các bác nhá. Có thắc mắc gì về loài cá hay là cái gia vị hay các kiểu gì đấy. Rồi ok, chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả mọi người.